các bạn có thể xem là xem trước các video về mẫn xá chúng tôi sẽ cho các bạn hình ảnh tượng trưng nó là tháp văn môn và một trong những cái mảnh đất gọi là ngọa hổ tàng long văn môn thì luôn là một trong những cái điểm mạnh phong trào của bóng đá yên phong từ cái thời điểm mà chúng tôi bắt đầu làm truyền thông từ năm 2016 2017. Văn môn luôn là số 1. Các đội bóng ở đây thì đều thi đấu với một tinh thần rất là quyết tâm cao độ và họ có cái bài bản riêng, những cái bản sắc riêng. Và chúng tôi cũng sẽ gửi cái link của cái trận của cái livestream trực tiếp này vào cái nhóm Facebook đến từ tất cả các anh em lãnh đội và hy vọng là các đội lãnh đội chúng ta sẽ cùng có mặt trong cái livestream ngày hôm nay xin giới thiệu với lại các quý vị khán giả là đây là buổi lễ họp báo bốc thăm play-up. Thì không phải là chia bảng, đây là chúng ta sẽ chia cặp các trận đấu loại trực tiếp của 16 đội bóng đến từ các khu vực Đông Anh, Sóc Sơn, Yên Phong Từ Sơn. Ngoài 8 đội bóng chính thức góp mặt tại vòng chung kết giống như mọi năm thì 16 cặp đấu này cũng hứa hẹn những sự kịch tính, sự cạnh tranh rất là khốc liệt rất hy vọng là các quý vị khán giả sẽ cùng để lại những lượt tương tác và cùng chào nhau trên live stream một cái xin chào xuân kiên xin chào tất cả mọi người ngày hôm nay thì idol xuân kiên xuất hiện trên live stream của bình viên nguyễn anh hùng tôi cũng đã từng nói về cái câu chuyện giải mẫn xá trong năm trước đây thật sự là với cái kính thưa các vị các bạn là mẫn xá là một trong những mảnh đất có thể nói nó có thể nói quá một chút cũng được nhưng mà đây thật sự là cái mảnh đất Làm thay đổi bóng đá Của Yên Phong cho cái thời đại 4.0 2017 Đây là các bạn hình ảnh các bạn đã nhìn thấy Trận chung kết năm 2017 đã được uh, Quay live stream lại Được bình luận rất là dí dỏm Trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả Phủ kín xâm động sát lò cô Tôi vẫn gọi vui Giải Mẫn Xá là một trong giải đấu Khắc nghiệt nhất Của miền Bắc ở đây không những khắc nghiệt vì cái thời tiết, điều kiện thi đấu ở sân đất nện rồi nắng nóng rồi, tuy nhiên thì nó còn bị bao phủ một một làn khói sương mù giống như ở miền ở nước Anh, ấy. người ta gọi vui là xứ sở sương mù, tại vì là cái làng nghề mẫn xã là làng cô nhôm, vì vậy mà đôi khi chúng ta phải chịu những cái đợt khói lò rất khó khăn, rất khó chịu cho không những khán giả mà ngay cả cao thủ thi đấu. Chào anh Huy Trần ạ à, Năm nay thì có 16 đội bóng tham dự của giải đấu này vâng. à, Xin nhắc với anh em như vậy 16 đội bóng tham dự giải đấu Tuy nhiên thì có 24 đội bóng khách mời 24 đội bóng khách mời Địa điểm quan trọng nhất của Mẫn Xá Thì chính là Tháp Văn Môn Với câu slogan các bạn đã biết Trong rất nhiều năm qua rồi Quốc tướng linh tử Tận hưởng đam mê một trong những giải đấu bóng đá được coi là Uy tín bậc nhất Của Yên Phong Và của khu vực Uy tín bậc nhất Nói qua một chút về Mẫn Xá Đây là cái nơi mà khi mà tôi đặt chân đến Đi bình luận Thật sự là đi bình luận để kiếm tiền Bóng đá khu vực lần đầu tiên Cũng chính là thời điểm năm 2017 Những cái kỷ niệm mà rất là khó phai Trong cái sân đất nện kính thưa tất cả các, các anh em và mỗi khi mà tôi nhìn lại các trận đấu trên sân đất nện đó thì luôn có cái cảm xúc rất là bồi hồi ở đây thì tôi nói thật là từ ban tổ chức người tổ chức đến khán giả đều có một cái gì đó rất là thân thiện và rất gần gũi như các bạn đã biết thì 3 năm liên tiếp thực kể từ tức là kể từ thời điểm tôi làm truyền thông đó, 2017 2018 2019 thì 3 năm liên tiếp giải bóng đá hiệu truyền thống Mân Xá đội bóng chủ nhà đều như ngôi vô địch. Cho nó đặc biệt mà tôi nhớ không thể quên được đó là một cái trận chung kết thật sự là rất hấp dẫn năm 2018. Năm 2018 giữa Mẫn Xá và Quan Độ. 2017 thì cũng là trận chung kết giữa Mân Xá và Quan Độ. Cái hình ảnh mà các bạn vừa xem cái cái uh, trận đấu đó được chúng tôi uh, Uh, làm video lại và đăng lên trên trang fanpage Facebook của chúng tôi thì có khoảng mấy triệu lượt theo dõi đó, mấy triệu lượt xem cái, cái cái video đó. Thật sự là những cái cảm xúc rất là khó quên. Và 2019 chính là cái năm mà bóng đá mẫn xá đánh dấu một sự thay đổi hoàn toàn. Họ xuất hiện giải đồng niên lần đầu tiên và các giải đấu đồng niên từ đó đến nay đều được duy, duy, duy trì và à, điều đặc biệt hơn là các trận đấu livestream của đồng niên, à, các trận đấu đồng niên đều được livestream quay phát 100% kể từ cái thời điểm năm 2019. À, năm nay là mùa giải thứ bảy, mùa giải thứ bảy mà đồng niên Mẫn xã tổ chức và đơn vị tổ chức của mùa giải 2024 thì chính là đồng niên 94 đội bóng vô địch của mùa giải 2023. năm mùa giải trước đây thì chúng tôi cũng có những cái thống kê rất là thú vị. Năm 2019 ấy là một cái năm mà đồng niên Mẫn xã có hai giải song song, hai giải song song tức là vào một giải trước hội cũng giống như hôm nay vào hội tháng 3. Giải đồng niên sân tổ chức lần đầu tiên 95 lên ngôi vô địch. Sau đó thì vào tháng 10 ngày hội chùa. Thì cũng một giải đồng niên nữa và khi đó thì đồng niên 95 cũng lấy luôn chiếc cúp hai mùa giải liên tiếp. Đến mùa giải năm 2020, Mùa giải mà đồng niên 95 cũng thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng. Tức là hai mùa giải trước đây thì họ vào đến trận chung kết và không thua một trận nào. Thậm chí là toàn thắng. Đến mùa giải thứ 3 năm 2020 là mùa giải mà đồng niên 97 lên ngôi vô địch với một cái video clip mà chúng tôi đã làm trên trang fanpage các bạn có lẽ cũng đã rất là quen thuộc rồi của thủ thành 97 Mạnh Quân. Hôn cô vợ ngay tại sân sau khi ăn mừng cảm xúc rất là uh, tuyệt vời. Cái video clip đó tôi nhớ không nhầm thì khoảng gần 20 triệu lượt xem gần 20 triệu lượt xem cái video clip đó và được rất nhiều các kênh sóng kể thậm chí là đài VTV cũng đã lấy hình ảnh đó để để để, để đăng lại đăng lại và cái video đó còn đặc biệt hơn ở cái thời điểm đó mức độ nổi tiếng của cái video đó đến mức là các bạn có thể tra cái ca sĩ Cáp Anh Tài thì đã từng sáng tác một bài hát liên quan đến clip đó. Tức là bài hát là tôi yêu bóng đá hay sao đó. Tức là ở thời đó thì anh Cáp Anh Tài cũng đã có liên hệ trực tiếp với tôi và xin cái video đó để lấy nguồn cảm hứng để viết một bài một ca khúc về bóng đá. Đó. Các bạn có thể có thể kiểm tra anh Cáp Anh Tài ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. À, ở cái trận năm 2020 là cái thời điểm mà đội bóng 1995 của những tiến đạt của những tiến quốc những bá phong đã chơi một thứ bóng đá vẫn là rất là mê hoặc họ không thể vô địch nhưng chỉ thua trên chấm phạt đền thôi họ giữ một cái thành tích đến cái mùa giải năm 2021 tức là khi mà đồng niên 93 vô địch thì 95 mới thua trận đầu tiên của giải đồng niên trong 60 phút chính thức của một trận đấu Tôi đã có thống kê là 18 trận đấu liên tiếp Đồng niên 95 Mới thua trận đầu tiên Đó sẽ có lẽ sẽ là một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu Mà đồng niên 95 tạo ra Tại các giải đấu mẫn xá Nếu vẫn được duy trì ừ. Và vâng. Năm 2021 thì à, 2020 thì đồng niên 97 vô địch Năm 2021 thì đồng niên 93 Năm 21 đồng niên, đồng niên 93 Năm 2022 đồng niên 92 vô địch và năm 2023 thì đồng niên 94 vô địch. Và năm nay thì chiều ngày hôm nay thì sẽ diễn ra các trận đấu của các loạt trận bán kết, bán kết. Với cái giải mùa mẫn xám mở rộng thì các bạn biết rồi, 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019 mẫn xá lên vô địch. Năm 2020 thì đội bóng Kim Bảng đã lên vô địch, FC anh em Kim Bảng, chính xác là FC anh em Kim Bảng với những cầu thủ như là trung Nghệ, với những cầu thủ như là Quân Messi với những cầu thủ tự như tôi lại quên tên Vũ Nghệ. Đã lên ngôi vô địch tại Mẫn Xá năm 2020. Năm 2021 thì giải đấu đang được tổ chức đang tổ chức giải mở rộng ấy, đang được tổ chức. Thì dịch Covid đến các bạn biết rồi và giải đấu đã bị hoãn lại chúng ta đã phải đá bù từ là trận tứ kết trở đi ở trong năm 2022 và đội bóng lên ngôi vô địch trong năm 2022 chính là FC Nai FC Nai là một cái bản là một cái phiên bản nâng cấp hoặc có thể là một phiên bản hơi lỗi một chút của FC Sao gần như là một phiên bản của FC Sao FC Nai vô địch nhưng năm nay thì không biết là ban chức đã mời FC Nai tham dự chưa FC Nai tham dự chưa nhưng À, tôi chưa nhận được cái thông tin cụ thể Đến từ tám đội bóng chính thức là ai cả Nghe nói là tất cả đội bóng đều là những cái nhân vật Những đội bóng rất là quan trọng và rất là Mạnh của bóng đá khu vực Và có cả đội bóng khách mời à, Ngoài trừ những cái giải bóng đá Năm 2020 đến từ uh, uh, Giải uh, liệu Truyền thống Mẫn Xá Mở rộng thì còn có những cái giải bóng đá Như hạng nhất Mẫn Xá Tức là những cái đội bóng mà ban tổ chức uh, Của những cái đội bóng mà Mẫn Xá Đi tham dự các giải đấu ấy được các đội bóng mời nhưng mà không thể mời hết cho một cái giải mở rộng lễ hội truyền thống được thì họ đã tổ chức ra một cái giải hạng hai mời những đội bóng ở một cái phân khúc mà theo như đánh giá của ban chứng mẫn xá là ở cái mức độ khá và những cái nơi đã qua lại đã từng mời họ tham dự các giải đấu mở rộng lễ hội truyền thống thì họ mời lại bằng một cái giải hạng hai vào tháng 10 và đó là cái mùa giải duy nhất một giải hạng hai mẫn xá đó thì đông bích đã là người vô địch với một số các nhân tố chủ đạo đến từ FC Thôn Tiền trong nền của Đông Bích. Khi đó thì anh Tiến Cút, anh Duy Quyết cũng đã xuất hiện hay là anh Vương Con đã xuất hiện trong đội hình của Đông Bích để được vô địch của giải hai mẫn xã năm 2020. Đến năm 2022 thì có xuất hiện thêm các giải League S1 mẫn xã nhưng tổ chức dân phù sáng và vừa rồi chúng tôi cũng vừa kết thúc năm 2024 League S2. Kết thúc năm uh, Trọn vẹn trên sân bóng của Mẫn Xá năm 2024 S2 League S2 dành cho các đội bóng trong Mẫn Xá. Những anh em đam mê bóng đá trong Mẫn Xá được chia đều cho các đội bóng, được sinh hoạt đều đặn. Và năm đầu tiên thì FC Dực Lửa vô địch. Năm vừa rồi thì một trận chung kết nghe thở. Chức vô địch chỉ được định đoạt ở khoảng 3 phút cuối cùng của một trận đấu thì đã giúp cho đội bóng Việt Nam vô địch. Ngoại trừ các giải đấu đó thì Mẫn Xá họ vẫn tổ chức thường xuyên những giải bóng đá dành cho các lứa tuổi thiếu niên nhi đồng U12 trẻ Mẫn Xá để tham dự và rất tích cực tham dự các giải bóng đá phong trào của Yên Phong nói riêng của Từ Sơn và thậm chí là bên Đông Anh. Đó là đôi nét sơ qua về những những gì mà Mẫn Xá mà tôi hiểu. À, tôi hiểu vâng xin chào nguyễn oanh ngày hôm nay thì có 10 16 đội bóng tham dự hy vọng là mọi người 119 11, anh em đang xem trực tiếp live stream cùng để lại tương tác và cho bình minh hùng một lượt chia sẻ tại vì ngày hôm nay thì bốc thăm một cái giải bóng đá liệu truyền thống mở rộng như thế này và đặc biệt là với giải mẫn sáng năm nay một sân đất một sân đất nện đã được thay thế bằng một sân nhân tạo đủ tiêu chuẩn thi đấu, đủ ánh sáng, rất tiện nghi. Và hôm qua tôi đã chia sẻ cái bài viết trên chính kênh Pampet của tôi. Năm nay là một mùa giải mà đặc biệt mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm hết sức có thể của giải Mẫn Xá này để tiếp tục khẳng định Mẫn Xá vẫn là một trong những cái giải bóng đá uy tín bậc nhất của Yên Phong nói riêng. Và uy tín thế nào thì các bạn cứ chờ đợi hãy thử xem là những cái trận đấu của giải đấu năm nay nếu cần xem va sẽ như thế nào chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến các góc máy nhiều nhất trong mỗi trận đấu có thể nhiều nhất sẽ không chỉ đơn thuần là một góc máy quay nữa mà sẽ là nhiều góc máy quay trong một trận đấu các tình huống xem va các tình huống va chạm những tình huống xấu đều được chúng tôi sẽ ghi lại một cách hoàn chỉnh nhất tôi xin thưa với các vị khán giả là như vậy một cái giải đấu mà theo tôi nghĩ là những cái góc máy tầm 2 góc máy hoặc ba góc máy sẽ được chúng tôi bố trí nhiều nhiều đội ngũ nhân lực của chúng tôi hiện tại thì cũng đã có khoảng 15 anh em sẵn sàng phục vụ cho giải mẫn xá và các giải bóng đá phong trào và cho dù là thời gian trong khoảng 10 ngày tới đây chúng tôi rất bận với các giải bóng đá liên tục được tổ chức như chúng tôi đã nhận truyền thông cho giải trang liệt chiều ngày nay sẽ bốc thăm sẽ đá bắt đầu từ thứ bảy tuần này đá liên tục cũng ngày lễ hội truyền thống hay là giải của bên ngọ khổng Ngoại không, không cũng sẽ khai mạc vào thứ bảy tuần này rất nhiều những nơi mà chúng tôi sẽ làm truyền thông bên cạnh đó là giải dòng họ của ô OK cách nữa liên tiếp là những giải đấu đều là những cái nơi rất là thân cận với chúng tôi và đã tiếp xúc đã nhờ cũng nhờ thuê đơn vị truyền thông bình vinh hùng làm các giải đấu trước đây và tôi cũng rất xin cảm ơn các ban tổ chức nhưng riêng giải mẫn xá sẽ là một cái điều đặc biệt đánh dấu cái mùa giải thứ 8 mà tôi xuất hiện tại đây. Mùa giải thứ 8. Chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị các bạn là à đây là một một buổi bốc thăm để phân cặp chơi playoff Các đội bóng mà bị loại sẽ phải dừng bước và 8 đội bóng chiến thắng ở 8 cặp đấu sẽ đi tiếp vào vòng chung kết. Nhưng ở giải đấu này Cho các loạt trận play up này Thì chúng tôi sẽ không yêu cầu các đội bóng Cần phải đăng ký danh sách thi đấu Vì chúng ta thiếu có một trận thôi Một trận thôi Các đội bóng sau khi thua Thì quân số của đội bóng đó Có thể được nhặt thêm Đến từ các đội bóng thắng Đó là do các đội bóng chủ động Làm sao mang đến một đội bóng với cái tên, cái thương hiệu, đội hình mạnh nhất để tham dự giải mẫn sáng sắp tới. À, ban tổ chức của giải mẫn xá năm nay thì cũng rất xin lỗi các quý vị khán giả thứ nhất là do bên chỗ em mẫn quý tâm rất là bận em đang phụ trách về một mảng bóng đá của băng ninh fc à, vì vậy mà giai đoạn mới đầu thành lập thì mọi thứ đều đổ dồn công việc nên tất cả mọi người đều rất vất vả vì vậy mà em tâm cùng ban tổ chức đã nhờ chỗ bình vinh hùng liên hệ mời hộ các đội bóng tham dự cái mùa giải playoff này thì trước tiên là các đội bóng phải chơi play up thì có lẽ là nhiều đội bóng khi mà đã nghe tới cái 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 từ play up chỉ được đá một trận thôi hoặc là phải đá play up thì cái gọi là cái thương hiệu của họ có thể là cái lòng tự trọng của họ bị tổn thương tuy nhiên thì các đội bóng chúng ta cũng phải thông cảm cho ban tổ chức tại vì là trong hai năm qua thì giải mẫn xá chưa trở lại với giải đấu truyền thống mà rộng sau dịch covid đây là một giải đầu tiên Mẫn Sá cũng đã tham dự rất nhiều các giải bóng đá lễ hội truyền thống đến từ các khu vực. Ví dụ như là Vọng Nguyệt, như là Yên Lãng, như là Trung Lạc, như là Tiến Bảo. Vì vậy mà chắc chắn là anh em đều muốn mời những cái đội bóng đã trân trọng và mời Mẫn Sá tham dự giải đấu đó. đó. Cái số lượng đội bóng nó quá lớn và cái thời gian để tổ chức giải đấu đến thời điểm này thì lại quá gấp rút. Vì vậy mà chúng tôi không thể tổ chức được những giải bóng đá như là 32 đội hoặc là 24 đội. Cho chính vì đó mà áp dụng lại cái mùa giải 2021, những cái giải đấu khi đó đã được đã phải chơi play up rồi thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng chơi play up ở giải đấu này. Vì vậy rất mong các lãnh đội, các đội bóng 16 đội bóng có mặt, có tên ở trong này đã phải thông cảm cho ban tổ chức trước, cho những anh em đứng lên tổ chức giải đấu theo truyền thống này. chức vô địch của mùa giải năm nay theo như tính toán và nghe tin thôi ạ là khoảng 20 triệu đồng tiền mặt cúp cờ huy chương hiện vật thì sẽ tính sau ạ giải đấu sẽ được đồng hành bởi nhãn hàng thể thao wika hasbot joker và đông suji những nhãn hàng thể thao quen thuộc với mẫn xá trong khoảng hai ba năm qua hai năm qua cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều vâng và xin chào nguyễn ngọc hoàng vua hải sản vâng vua hải sản thì thật sự là tôi cũng rất muốn mời nhưng mà rất lâu rồi thì không thấy vua hải sản đá một cái trận đấu nào tại yên phong cả và không biết là đội bóng vua hải sản của bạn có còn hoạt động hay không thật sự là rất lâu rồi ạ còn với vua hải sản thì ok rồi chúng tôi luôn nhớ cái tên vua hải sản tại vì có những cái cầu thủ như là đức ipra có những là idol đi không bao đinh công sao ví dụ như vậy và danh ma và nếu mà các bạn hỏi tên tôi có đúng không thì đó là những cái anh em của vua tài sản đúng không ạ? Nó và Phá sản rồi anh ơi, và vâng. Phá sản rồi thì làm sao gì được bóng được. Vâng. Vâng, 10 chúng tôi xin giới thiệu 16 đội bóng chúng ta đang có mặt trên những cái logo của cái màn hình đó đó rồi ạ. Các bạn cũng không có gì mà phải buồn khi mà phải chơi một loại vòng play up cả. Tại vì ngay ở đây đội bóng mẫn xá 2 thôi. Đội bóng trẻ mẫn xá cũng phải chơi play up thì các bạn hiểu là cái mức độ cạnh tranh nó như thế nào rồi. 16 đội bóng ở đây thì gồm có Mẫn Xá, Mẫn Xá, có Xuân Lai đội bóng đến từ đại diện của Sóc Sơn, đại diện của Sóc Sơn, có Vọng Nguyệt đại diện của Tam Giang, Phú Xá người hàng xóm của Mẫn Xá tại Văn Môn, có Quan Đình, Thôn Tiền đều thuộc Văn Môn cả cũng đều phải chơi playoff, đều chơi playoff, có FC Đông Thọ xã Đông Thọ ở đây là FC Đông Thọ đoạn mà ban chức tôi đã mời được của đội bóng Đông Bích nhưng sẽ lấy tên là FC Đông Thọ họ cũng đã gửi logo rồi có đại diện của Long Châu đó là Chi Long đáng tiếc là không có Ngô Xá thôi nhưng mà hy vọng là Chi Long họ sẽ mang đến cái quân số tốt nhất có thể gọi thêm những anh em tại Long Châu yêu giáo vua và đá tốt về tham dự giải đấu này có mời Thụy Lôi đến từ Đông Anh một trong những vị khách mời thường xuyên và rất có duyên với giải mẫn xá Anh Quốc Phương Lê sau cái bài viết Tối hôm qua tôi chia sẻ Thì anh nhớ lại cái trận chung kết gặp mẫn xá Ở cái thời điểm mà Thụy Lôi um, Đang được mệnh danh là độc cô cầu bại Ở cái khu vực Thời điểm những năm 2010 2012, 13 gì đó, đó. À, Thì anh Quốc Phương bảo là Khi gặp mẫn quý tâm ở Trận đấu đầu tiên Thì trong ngoài vòng bảng thì để thua trận chung kết thì dẫn trước hay 0 rồi bị gỡ hai đều rất may cuối cùng thì thắng penalty anh phương vẫn là nói vui trận đấu 40 triệu ở thời điểm đó 40 triệu rất là rất là lớn Hi Và... hy vọng là các quý khán giả 147 anh em đang có thể chia sẻ thêm để có thể giúp chúng tôi tăng thêm cái lượt tương tác cũng như là những cái quảng bài hình ảnh của giải mẫn xá tôi không biết xin hỏi là trên livestream thì đã có các À, lãnh đội của Xuân Lai của Vọng Nguyệt hay chưa các bạn nếu mà có mặt ở trên live stream thì hãy cùng để lại những cái lượt tương tác để chúng tôi chuẩn bị tiến hành bốc thăm play up luôn ạ và sẽ chia cái lịch thi đấu cho tất cả các đội bóng và ngày mai luôn ạ Xin chào Đàm Huấn ạ Đàm Huấn thì thuộc Hương Mạc rồi một trong những đội bóng auto có mặt ở vòng chung kết rồi bây giờ Hương Mạc mạnh nhất khu vực Vâng xin hỏi là Xuân Lai có, có ở trong live stream chưa Xin hỏi Vọng Nguyệt Xin hỏi Phù Xá Quan Đình Thôn Tiền Đông Thọ, Chi Long Thụy Lôi Phù Khê Đông Trung Lạc, Phù Lưu, Yên Lãng, Tiến Bào Mai Động và Đa Hội Vâng xin chào Idol Long Lanh Lợi gọi là người phù lưu phải không ạ? vâng đồng thọ xin chào uh, duy tiến rồi cảm ơn em vâng có đồng thọ rồi ạ, có phù lưu rồi ạ, có chi long rồi ạ, vâng cứ xin mời các vị khán giả tiếp các um, lãnh đội tiếp theo cùng comment để chúng ta sẽ chuẩn bị uh, bốc thăm luôn ạ, tại vì cái giải bốc thăm phối này nó rất là nhanh thôi 8 cặp đấu sẽ chia các trận đấu từ 1 đến 8 và thi đấu các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật từ ngày mai luôn ạ các buổi chiều sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên lúc 15 giờ chiều và các trận đấu sau sẽ diễn các ngày thứ bảy chủ nhật mỗi ngày sẽ đá 3 trận à, xin lỗi ngày thứ sáu thứ bảy sẽ đá 3 trận còn ngày chủ nhật chúng tôi sẽ đá hai trận để gấp rút cái thời gian tổng hợp lại những cái trận play up. sau đó thì chúng tôi làm hôm sau để bốc thăm họp báo chia bảng của giải mở rộng luôn tại à, à, đình tại à, tháp văn môn và ngay sau khi bố thăm báo là đá ngay giải lễ hội truyền thống Sẽ có cái thời gian chuẩn bị rất là Thật sự là rất nhanh Không có thời gian nghỉ Vì để kịp cái lễ hội truyền thống vào ngày 14 tháng 3 Ngày 13 tháng 3 là chúng ta sẽ gần như là sẽ kết thúc giải đấu à. Xin chào vâng, Xin chào Trương Anh ạ Trương Anh đại diện cho Mẫn Xá vâng, Trung Lạc cũng có rồi Đa hội có vâng Chào Văn Mạnh Chào Mạnh Mane Khang Nguyễn là của bên uh, tiên trà Tiên trà như không có ở trong này đúng không ạ Không có tiên trà Đại hội đã có rồi Tiến Bào có chưa ạ Yên Lãng có chưa ạ Mai Động ạ Vâng à, Giải bóng đá mẫn xã thì uh, Luôn là một giải đấu nhận được rất nhiều Những sự quan tâm của tất cả mọi người à, Tất nhiên là bốc, hôm nay mà Bốc thăm họp báo chia bảng Thì tôi cũng sẽ cố gắng bốc thăm một cái nhanh nhất Tại vì chiều ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn lịch của hai trận bán kết giải đấu liên minh xã. Bên cạnh đó là bốc thăm vào lúc 10 uh, 4 giờ 30 4 giờ 30. Giải bóng đá uh, trang liệt mở rộng. Và Ngô Văn Cường. Ngô Văn Cường không biết đá đội nào đây? Không biết là đá Thụy Lôi hay đá cho Phù Xá. À Ngô Văn Cường đá Việt Vương Đông. <laughs> Hôm nay thì Ngô Văn Cường idol rồi Cường đại từ là chuyển sang Cường Việt Phương Đông Khủng khiếp à. Vâng Mọi người có thể tiếp tục ạ Có Tuấn Gió vô địch Tuấn Gió bây giờ sẽ đổi tuyên thành Tuấn CHO rồi Vâng giải đấu chúng ta thì xin nhắc lại là các trận đấu play -up vào ngày mai sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày thứ sáu với 3 trận. Các trận đấu bóng bốc được các cặp đấu 1, 2, 3 sẽ đá vào ngày thứ sáu. Bốc được 4, 5, 6 đá vào ngày thứ bảy và 7, 8 đá vào ngày chủ nhật. 10 5 giờ chiều đá trận 1. Ngày nào cũng vậy thôi, chủ nhật cũng sẽ đá 15 giờ chiều. Trận 2 cũng như vậy. Vì vậy mà các đội bóng chúng ta sẽ phải thật sự là gấp uh, uh, chuẩn bị quân nhanh nhất quần áo trang phục chỉnh tề. Các đội bóng phải đi với những đôi tất dài để thi đấu. Xin nhắc lại, đôi tất dài. Các bạn có thể liên hệ anh Hotspot anh Hữu để có thể mua tất dài của anh ấy hoặc là quần áo đặt nhanh thì còn kịp. mà và... Các cặp đấu xin nhắc lại là 1 2 3 đá vào ngày thứ sáu. Bắt đầu trận 1 là 15 giờ chiều. 4 5 6 đá vào ngày thứ bảy cũng là 15 giờ chiều bắt đầu và 7 8 sẽ đá vào 15 giờ chiều ngày chủ nhật. Đó là những cái, cái cặp đấu của tôi. Với 16 đội bóng thì chúng tôi sẽ lấy ra 16 lá bài Tây cho một cái bộ bài mới Các bạn có thể chú ý Không biết là anh camera mà có thể zoom gần vào một chút để cho các khán giả ta có thể xem rõ không ạ à xin, xin mời anh Trương Phi Phụng, Phó Ban Truyền Thông Sẽ lấy hộ chúng tôi 16 cái lá bài này ạ Lấy 16 lá bài này ở trong các bạn Cứ 8 cây đỏ và 8 cây đen từ 1 đến 8 là được các đội bóng nếu mà hòa nhau hòa nhau vâng các đội bóng mà hòa nhau thì sẽ phải đá penalty thì vì, vì, tại sao chúng tôi bắt đá từ 15 giờ chiều và nếu đá muộn quá thì các trận đấu mà phải bước vào suốt penalty sẽ rất là lâu trung bình mỗi trận đấu live stream thì mất khoảng một tiếng rưỡi rồi một tiếng rưỡi cả thời gian nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị thì có lẽ phải hơn một tiếng 30 phút vì vậy mà các trận đấu mà chúng tôi đã đề phòng và bước vào penalty nhiều để tránh cái tình trạng là à, quá muộn trước 9 giờ à, sau 9 giờ tối thì sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ vì vậy mà chúng tôi làm sao à, mang đến một cái à, sự thoải mái nhất cho tất cả các à, đội bóng về tham dự và năm nay thì đá sân nhân tạo chúng ta cứ yên tâm là không lo cái vấn đề về à, bẩn nữa về mưa bão không thể yếu được nữa chỉ có mất điện là người ta chịu thôi mất điện ừ. 16 lá bài, ạ từ 1 đến 8 đại diện đây là 16 lá bài, sẽ đại diện cho 16 đội bóng, bốc được lá thăm nào thì chúng tôi sẽ đưa lên cái lá thăm đó Nhưng có điều đặc biệt ở đây là một số đội bóng hiện tại đang chơi tại các giải đội bóng đá của khu vực, ví dụ như giải ngô nội, hoặc là giải sắt, hoặc là giải đình bảng, giải đền đô các đội bóng đó sau khi bốc thăm nếu mà cần ban tổ đổ chức đổi lịch thi đấu thì phải báo ngay sau cái lịch báo trước khi cái lịch chúng tôi đưa ra cho ban tổ chức sớm trong cái nhóm zalo chung của tất cả mọi người rồi tất cả mọi người cái nhóm zalo đó Vậy chúng ta cũng không thể xếp được đội bóng nào đá cái thời gian đẹp nhất hay là xấu nhất cả mà chúng ta phải bốc auto thôi auto auto chúng ta phải chấp nhận điều đó Tại vì đây là một trận chiến, một cuộc chiến dài hơi và một giải đấu đá uy tín. Vì vậy chúng tôi sẽ không châm trước cho bất cứ đấu nào kể cả chủ nhà. Kể cả chủ nhà. Kể cả chủ nhà. À, 10 ta, 16 đội bóng với các cặp đấu như thế này là chúng tôi cầm sẵn trên tay với uh, 16 lá bài. Các cặp đấu uh, bốc được số 1 tức là Azo và Azbic sẽ gặp nhau trận 1, tức là trận 1. Hai Azo, hai Bic là trận 2. 3 rô 3 bích là trận 3. 4 rô 4 bích là trận 4. Cứ như vậy cho đến hết 8 rô 8 bích là trận 8. Xin nhắc lại với các đội bóng là trang phục thi đấu của các bạn là trang phục đồng bộ. Không được đi giày đinh đế cứng, giày đinh dài đế cứng. Tuyệt đối. Thứ hai là các đội bóng phải có tất dài. Mọi trận đấu của giải play-up đều được ban tổ chức chụp ảnh, live stream làm sao gửi đến những món quà đẹp nhất cho tất cả cầu thủ. Vì vậy mà các bạn phải là những người đẹp nhất trên sân đã. Chúng tôi mới có thể làm đẹp các bạn được. Còn các bạn xấu thì chúng tôi không thể làm đẹp các bạn được. Đó. Có chụp ảnh đầy đủ cho tất cả các bạn. À, ngày thứ 6, thời gian thi đấu trận 1. Trận 1. Trận 1 là 15 giờ. Trận 2 16 30 Và trận 3 là 18 giờ Chúng tôi phải làm sớm Để cho Cái lịch thi đấu của ngày hôm sau Chúng tôi còn chuẩn bị rất nhiều thứ cho giải đấu Tại vì bây giờ là gấp Lịch rất là gấp rút rồi Vì vậy các bóng cũng phải thông cảm thôi Phải đá giờ đó phải chấp nhận thôi chấp nhận Vì đây là giải lễ hội Chúng ta không thể như là cái giải ngày rộng tháng dài Thích có thể bố trí đá các buổi chiều hai trận được nhưng mà chúng tôi ở đây chúng tôi không không bố trí đá bốn trận tại vì cái trận cuối cùng rất là muộn thì chúng tôi đá bố trí đá ba trận thôi ba trận trên một buổi ngày chủ nhật thì cũng đá trận một là 15 giờ chiều và trận hai là 16 sáu ba mọi thứ đã được quyết định và chúng ta phải tuân theo thôi và các lãnh đội có hỏi thêm về vấn đề cần thiết thì không ạ? đây là trận play up. vì vậy mà xin nhắc lại ban chức chúng tôi không cần các đội bóng phải đăng ký danh sách thi đấu các bạn mang đến sân bao nhiêu cầu thủ cũng được thoải mái không giới hạn không giới hạn. tuy nhiên vào giải đấu của giải play up, các bạn cũng phải nhớ một điều luật thi đấu của chúng tôi áp dụng luật sân bảy thay ra sẽ không thay vào nữa thay ra sẽ không thay vào ra sân rồi sẽ không được vào sân nữa Mỗi đội bóng có tối đa 7 quyền Thay đổi cầu thủ trong một trận đấu 5 phút cuối trận Thay 3 cầu thủ Xin nhắc lại Với mẫn xá từ trước đến nay Các giải bóng phong trào Thay ra sẽ không thay vào nữa Mỗi chiếc thẻ vàng chúng tôi sẽ thu số tiền 100 ngàn đồng hai chiếc thẻ vàng bằng một cái thẻ đỏ Hoặc là thẻ đỏ trực tiếp là 300 ngàn đồng Chúng tôi sẽ thu ngay sau mỗi trận đấu Thu ngay sau mỗi trận đấu Vâng, Tùng Bo, đại diện của FC Tiến Bào cũng đã có mặt trong livestream rồi. Vâng. Đó là cái cách mà chúng tôi đưa đến cho các lãnh đội phải chú ý. Tại sao chúng tôi cần yêu cầu 16 lãnh đội có mặt ở trong cái livestream này để các bạn thống nhất điều đó. Không sau đến lúc đến sân rồi lại không có tất dài thi đấu thì rất là khó cho ban tổ chức và khó cho đội truyền thông. Tôi xin nhắc lại các bạn là tất cả các cầu thủ các đội bóng nếu như không đúng tiêu chuẩn trang phục thi đấu do chúng tôi đề ra thì chúng tôi sẽ không cho cầu thủ vào sân và tất nhiên nếu như cả đội bóng đều không có tất dài thì tôi xin phép là loại đội bóng đó khỏi cuộc chơi luôn đội bóng đó sẽ đội bóng kia gặp đội bóng bị loại đó nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết đó đây là tôi thông báo trước để cho các đội bóng chúng ta cùng nắm được không sao đến lúc vào sân rồi lại không đến sân rồi bảo em quên không nghe không để ý tất dài đó. bao chút thông cảm mà không sự thông cảm đã là một giải đấu quy củ đã là một giải đấu chúng ta cần phải tuân thủ cái điều lệ, điều luật của ban chức để ra. À, các trận đấu play-off này chúng tôi sẽ không tính số bàn thắng ghi được vào giải vòng chung kết, không tính, không tính. À. Vâng, xin chào anh Thực Đàm ạ, vâng, xin chào à, Lộc Châu, Idol Quan Đình, lãnh đội của Quan Đình, vâng ạ. Chí Long, Trung Lạc, nhé bình viên, ok. À, đó, đó là những cái cái điều gọi là những cái, cái cơ bản để chúng ta à, tiến hành đến những cái là trận play-off này. Có một điều đặc biệt hơn, ạ, các đội thắng ở các trận playoff có quyền bổ sung lực lượng đến từ các cầu thủ trong đội hình của các bóng thua. Và ngay sau khi kết thúc ngày Chủ nhật thì các đội bóng sẽ phải lên danh sách 20 cầu thủ của đội bóng mình. Vào giải chính thì những cầu thủ có tên trong danh sách mới được thi đấu. Xin nhắc lại như vậy vào giải chính giải đấu truyền thống vòng chung kết thì chỉ những cầu thủ có tên danh sách đăng ký thi đấu mới được thi đấu vì vậy mà các đội bóng sau khi thi đấu xong các là trận play up thì cần phải gấp rút hoàn thành danh sách các cầu thủ thi đấu bằng chụp ảnh mặt trước các công dân gửi qua một file mềm trên nhóm zalo để cho ban tổ chức các lãnh đội chúng ta tự đề xuất tự kìm, tìm hiểu nhau tìm hiểu nhau danh sách đó mới được thi đấu trong danh sách 20 cầu thủ các đội bóng mà cố tình sử dụng những cầu thủ ngoài danh sách đó thì họp báo của giải lễ hội truyền thống chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cụ thể. Mỗi hiệp đấu của mùa giải năm nay tại sao phải đá sớm? Tại vì mỗi hiệp đấu của giải mất giá năm nay có thời gian là 35-35. Mỗi hiệp đấu 35-35. Đúng tiêu chuẩn của HPL. Đúng tiêu chuẩn của HPL. Kể cả các loạt trận play -up cũng như vậy. Các loạt trận play -up cũng như vậy. B5, 35 năm, năm. Đó, các đội bóng phải chú ý. Nếu không thì sau khi vào sân và là các khán giả theo dõi bảo trọng tài bắt thế nào phút thứ 35 mà vẫn chưa thổi hết giờ. Đó. nó là khó cho đó. Vậy chúng ta cần phải để ý. Tại vì trung bình mỗi trận đấu chúng tôi đã, đã tính rồi. Mỗi trận đấu phải hết khoảng tầm 1 tiếng 40 phút trong live stream. 80 phút chính thức rồi. Nghỉ giữa hai hiệp là 90 phút cộng với lại những cái công tác đăng ký trước trận mỗi trận mỗi trận. Thì chúng ta mới có thể đảm bảo được giờ giấc được. 2 tiếng trên một trận ạ, gần phải gần 2 tiếng trên một trận. Bên cạnh cái lịch thi đấu được chúng tôi công bố cụ thể từ ban đầu thì các đội bóng nếu đến sân muộn 15 phút, nếu như lịch thi đấu là 15 giờ, chúng tôi sẽ cho trọng tài thổi còi đúng 15 giờ sẽ bắt đầu trận đấu. Còn nếu như các đội bóng đến sân muộn 15 phút tức là 3 giờ 15 không đủ người thiếu trên sân hoặc là không đủ cầu thủ chơi trận đấu đó tối thiểu 5 người chúng tôi sẽ xử thua và loại đội bóng đó khỏi cuộc chơi 15 phút thôi đúng 3 giờ trận 1 chúng tôi sẽ cho tài thổi còi đó. và xin hỏi là các đội bóng ở trong các lãnh đội trong các đội bóng có mặt trong live stream ngày hôm nay thì có hỏi ý kiến gì thêm không nếu không chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm các cặp đấu play -up ngay bốc thăm các cặp đấu play -up ngay lập tức để cho các khán giả chúng ta có được cái cái nhìn khách quan nhất về vòng đấu play -up này xin nhắc lại 16 đội bóng ở đây có đội chủ nhà Mẫn Xá là đội trẻ của Mẫn Xá có FC Xuân Lai có vọng nguyệt có phù xá có quan đình có thôn tiền đông thọ có chi long đến từ long châu có thụy lôi của đông anh có phù khê đông của phường phù khê từ sơn có trung lạc trung lạc đến từ yên trung có phù lưu đến từ xã trung nghĩa có yên lãng đến từ yên trung có tiến bào mai động của từ sơn của từ sơn và của đa hội cũng của từ sơn đó là những cái nơi những cái đội bóng mà sẽ có mặt ở vòng play-off loại trực tiếp này. Xin mời xin mời các đội bóng, xin mời anh anh anh, anh phụ. Vâng. Xin mời anh ra chia lá bài và chia à, xem có đủ 16 lá không và chia bài lên cho các khán giả cùng nhìn thấy. Kiểm tra lại một lượt nữa. Xin mời các khán giả các bạn có thể Vinasoi ạ, đổ chưa? 16 lá bài ạ. Ok, xin mời anh cùng chia lá bài ra một cách cụ thể nhất. Trận 1, trận 2, trận 3, đá vào ngày thứ 6. Trận 4, 5, 6, đá vào ngày thứ 7. Trận 7, trận 8, đá vào ngày Chủ nhật. Không khí rất yên lắng anh em ạ Vâng anh cứ chia lá bài ra Để chúng ta có thể Cháo bài này Chúng ta không ai nhìn thấy gì cả Một lá bài mới Chúng tôi bốc thăm thôi ạ Vâng Chúng tôi xin bắt đầu Bốc thăm Đánh dấu số cặp Xin nhắc lại Adzo bích Là cặp 1 2zo 2 bích Là cặp 2 3 rô, 3 bích là cặp 3. 3 cặp này sẽ đá vào ngày thứ 6. 4 rô, 4 bích, cặp 4. 5 rô, 5 bích, cặp 5. 6 rô, 6 bích, cặp 6. Đây là 3 cặp đấu sẽ đá vào ngày thứ 7. Theo thứ tự 1, 2, 3 và khung giờ bắt đầu từ 15 giờ chiều. 7, 8 sẽ đá vào ngày Chủ nhật. Cũng bắt đầu từ 15, 15 giờ chiều. 15 giờ chiều, trận 1. Đó chúng tôi sẽ bốc thăm đội bóng đầu tiên đội bóng chủ nhà mẫn xá vâng xin mời anh phụng ạ anh quay sang kia mẫn xá sẽ là trận thứ ba vào ngày thứ sáu ngày mai luôn ạ đội chủ nhà sẽ đá vào trận thứ ba đối thủ là ai thì chúng ta không phải phải chờ nữa tiếp theo xin mời anh bốc thăm giúp cho xuân lai ạ đại diện đến từ Sóc Sơn. Vâng như vậy là Xuân Lai sẽ đá trận 1 vào ngày mai. Cặp 1 thì đã có Xuân Lai rồi. Tiếp theo, chúng tôi sẽ bốc thăm giúp cho đội bóng Vọng Nguyệt đến từ Tam Giang. Như là vậy là Vọng Nguyệt sẽ đá vào ngày Chủ Nhật Vọng Nguyệt sẽ đá vào ngày Chủ Nhật Và trận đấu cuối cùng của loạt trận play up, Là trận đấu thứ 8 Đại diện thứ tư Chúng tôi sẽ bốc thăm giúp cho đại diện Đến từ Phu Xá Và như vậy là Phu Xá sẽ đá Vào trận 4 Ngày Thứ bảy là trận đầu tiên ngày thứ bảy. Trận đầu tiên 15 giờ chiều ngày thứ bảy. Đại diện tiếp theo, Quan Đình và ông biết anh phụng bốc nào toàn bích thôi anh em thấy không? Và cuối cùng thì đã xuất hiện đội bóng đầu tiên Vọng Nguyệt và Quan Đình sẽ gặp nhau cặp đấu thứ 8. Vọng Nguyệt Quan Đình, hai cặp đấu có thể coi là cân tài cân sức cặp đầu tiên ạ vọng nguyệt quan đình sẽ đá vào trận đấu cuối cùng ngày chủ nhật vào cặp thứ tám tiếp theo ạ đại diện đến từ xã văn môn tiếp theo là thôn tiền xin anh có trận đôi văn môn không và như vậy không có rồi thôn tiền số 7 sẽ đá vào ngày chủ nhật à, xin chào vũ thủ vâng. bây giờ mới thấy đại diện của trung lạc xuất hiện vâng À, thôn tiền tiếp theo chúng tôi sẽ bốc thăm giúp cho xã đông thọ fc đông thọ xin mời anh phụ vâng vẫn chưa xác định cặp đấu thứ hai đông thọ ở số hai tức là thi đấu vào chiều ngày mai trận hai chiều mai à, trận hai nghiêm văn đoàn thì đang bảo là mẫn xá gặp mai động thôn tiền gặp mân xá hoàng trà zipo đang rất muốn gặp đội trẻ vẫn xá Thế là trẻ mân xá mà gặp mà gặp thôn tiền thì các thôn tiền lại lại thích rồi lại nhá ngon rồi thôn tiền ông lớn thế mà mới đá vòng lại thôn tiền ông lớn nhưng mà ở giải mẫn xá thì chưa vô địch lần nào mà mấy năm gần đây thì ngoại trừ chức vô địch do đội của bình minh tổ chức à, uh, giải 48 đội ra thì thôn tiền chưa vô địch một cái giải bóng đá mở rộng nào vì vậy mà tôn tiền không có trong số hạt giống Và cái số lượng hạt giống thì rất là ít Tại vì một là đội bóng lớn Hai là có giàu thành tích Ba là đội bóng này là đội bóng khách mời quan trọng của đội chủ nhà Đó, táo đội bóng trong vòng chung kết là như vậy và vâng, Tiếp theo chúng tôi sẽ bốc thăm cho đội bóng đại diện của Chi Long Chi Long sẽ gặp ai đây? Chi Long gặp ai? Vâng, như vậy là Chi Long sẽ gặp Xuân Lai Chi Long gặp Xuân Lai vào chiều ngày mai Trận 1 là trận khai màn của là trận play-up Chúng ta xác định được hai cặp đấu của play-up rồi Tiếp theo chúng ta sẽ bốc thăm giúp cho Thụy Lôi Đại diện đến từ Đông Anh Và như vậy là Thôn Tiền sẽ gặp Thụy Lôi Hai ông lớn sẽ phải đối đầu với nhau Đây sẽ là trận cầu tâm điểm trong ngày Chủ nhật Trận cầu Super Sunday vòng loại trực tiếp của giải à, Mẫn Xá năm nay, ngày hội bóng đá Mẫn Xá. Mừng lễ hội truyền thống 2024. Tiếp theo ạ, chúng tôi sẽ bốc thăm cho Phù Khê Đông. Phù Khê Đông ở số 6. Trận cuối cùng ngày thứ bảy. Chúng tôi sẽ bốc thăm đại diện tiếp theo FC Trung Lạc FC Trung Lạc Và như vậy là Trung Lạc số 2 Sẽ gặp Đông Thọ Trung Lạc của Vũ Thủ, Vũ Phong Của Tiến Thành, của Thế Sơn Sẽ gặp đội bóng Đông Thọ Đại diện thứ 12 Xin bốc thăm giúp cho Phù Lưu như vậy là phù lưu số 3 sẽ gặp chủ nhà Mẫn Xá. Những cặp đấu rất duyên nợ. Anh Thực Đàm đang bảo là Phù Khê Đông gặp Tiến Bảo. À, hy vọng là có có trận derby như vậy. Sau đó thì Phù Khê dù ai thắng ai thua sẽ tập hợp ra một đội bóng Phường Phù Khê thi đấu thì quá là ok. Anh ạ. Coi như là một trận đấu giao hữu của mình thôi. Đúng không anh? Quá tuyệt vời. Tiếp theo chúng tôi sẽ bốc thăm giúp đội bóng Tiến Bảo. Vâng, rất căng thẳng. Vâng, đúng là tiến bào gặp Phù Khê Đông. Vâng, đã được sắp đặt sẵn rồi. Vâng, các bạn cầu được ước thấy. Số 6, 6 rô. 6 rô tiến bào. Vâng, ế, ế liu vui đáo để anh Hùng ơi. Vâng, nòng lành lợi, anh xin em. Và chúng ta đã, à, anh Thực Đàm anh đã cầu được ước thấy rồi. Phù Khê Đông gặp tiến bào. Nhưng xin nhắc lại là đây là một giải đấu mà chúng tôi không giới hạn ngoại binh các bạn gọi thoải mái số lượng nhân lực như thế nào tùy các bạn chúng tôi không giới hạn nhưng các cầu thủ mà đá play up rồi thì sẽ không được đá các đội bóng của đăng ký của 8 đội bóng lớn thôi vâng à. quá ok rồi đại diện tiếp theo ạ chúng ta sẽ còn ba lá bài nữa thôi yên lãng là đại diện số 13 14 như vậy là yên lãng sẽ ở số 5 chưa gặp ai cả chưa phân cặp ai cả Chúng ta sẽ còn mai động và Đa hội nữa thôi à, Chúng tôi sẽ bốc thăm giúp cho đội bóng mai động Đến từ Đinh Đàm và Nhật Trinh Anh Như vậy là mai động ở số 4 Sẽ gặp phu xá Mai động phu xá một Có lẽ là dễ thở dành cho huấn luyện viên trưởng Đinh Đàm Trường Sẹo sẽ phải nhất rất đau đầu vào ngày thứ bảy đây đội bóng cuối cùng vâng đa hội Tất nhiên là số 5 rồi Đa hội sẽ gặp Y Lãng cũng là một trận đấu đáng chú ý và hấp dẫn. Vâng ạ, đó là, là toàn bộ các cặp đấu chúng tôi đã ghi trên cái khu vực uh, uh, hình ảnh họp báo của chúng tôi rồi. Chúng tôi xin thông báo lại các cặp đấu ạ. Xuân Lai Xuân Lai sẽ gặp Chi Long là cặp 1. Cặp 2 Đông Thọ sẽ gặp Trung Lạc là cặp đấu thứ hai. Cặp 3 Mẫn xá chủ nhà sẽ gặp phù lưu Cặp 4 phù xá sẽ đối đầu với mai động Đó là cặp trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày thứ bảy vào lúc 15 giờ chiều Cặp đấu thứ năm trận đấu thứ hai trong buổi chiều thứ bảy Yên lãng gặp đa hội Và trận đấu thứ ba thì phù khê đông sẽ gặp các thủ tiến bào trong ngày thứ bảy Vào ngày chủ nhật chúng ta sẽ còn hai cặp đấu diễn ra vào lúc 15 giờ chiều, thôn tiền đối đầu Thụy Lôi, cuộc chiến kinh thiên động địa. Tâm điểm của loạt trận play-off là thôn tiền Thụy Lôi. vào ngày thứ 8, à, trận đấu thứ 8 ngày chủ nhật là trận play-off cuối cùng, Quan Đình, Quan Đình sẽ là đại diện để thi đấu cùng với Vọng Nguyệt cũng sẽ là một cặp đấu rất đáng xem. Rất đáng xem. Nếu như cặp đấu giữa Thụy Lôi và Thôn Tiền được đánh giá là 10 điểm ngày Super Sunday thì cuộc chiến giữa Quan Đình và Vọng Nguyệt cũng sẽ là một cuộc chiến được đánh giá khoảng 8 điểm. 8 điểm. Các bạn hãy cứ chờ đợi những sự hấp dẫn đến các cặp đấu. Ngay sau đây chúng tôi sẽ làm các lịch thi đấu các cặp đấu giúp cho các vị khán giả nắm bắt được những cái loạt trận play -up của giải bóng đá Mẫn Xá. Xin nhắc lại là sau khi kết thúc các loạt trận play -up, 8 đội bóng đi tiếp có quyền nhặt thêm quân số đến từ các đội bóng bị loại thoải mái chúng tôi sẽ không cấm. Đó, nhưng đến ngày à, thi đấu, ngày thi đấu bắt đầu lễ hội truyền thống thì các bạn sẽ phải đăng ký đầy đủ, rút gọn danh sách 20 cầu thủ gửi cho ban tổ chức bằng cách chụp ảnh mặt trước căn cước công dân. Đó. Các bạn nhớ một điều là như vậy, à, chắc chắn là những cầu thủ ở ngoài danh sách khi bước vào vòng chung kết rồi sẽ không được thi đấu nữa các bạn cần phải nhớ điều đó nhớ điều đó à, vào ngày thứ hai ngày thứ hai sau khi kết thúc các loạt trận và lê ập thì vào ngày thứ hai yêu cầu 16 đội bóng có mặt ở vòng chung kết sẽ xuất hiện sẽ xuất hiện tại tháp văn môn lúc 9 giờ sáng để tiến hành họp báo trong chi bảng 16 đội bóng các bạn đến với à, họp báo này chúng tôi sẽ có một cái phần quà nhỏ nhỏ à, giống như mọi năm thôi phần quà nhỏ nhỏ và sẽ trao cái cờ lưu niệm đến tất cả các đội bóng luôn à, bên cạnh đó sẽ là một cái phong bì để hỗ trợ các đội bóng kinh phí à, nước uống à, đi lại à, tại à, giải đấu vào ngày chủ nhật luôn à, vào ngày thứ hai bốc thăm tại mẫn sáng luôn tại tháp văn môn chín giờ sáng Xin xác lại chín giờ sáng các đội bóng nào mà không đến thì chúng tôi sẽ cắt cái phong bì đó và gửi ban truyền thông <laughs> làm vậy cho nhanh ạ nhưng mà chúng tôi yêu cầu là tất cả các lãnh đội đều phải có mặt những đội bóng mà không có mặt thì chúng tôi sẽ à, loại khỏi giải đấu loại khỏi giải đấu 16 đội bóng được chia làm 4 bảng đó, đó là cái, cái, vấn đề mà các bạn cần phải nắm được vào ngày thứ ba tuần tới thì giải bóng đá ngày hội bóng đá mẫn xá mừng lượng truyền thống vòng chung kết của giải mẫn xá năm nay sẽ chính thức được khởi tranh chính thức khởi tranh Vâng. À, thay mặt cho ban tổ chức thay mặt cho đội ngũ truyền thông xin được cảm ơn những sự xuất hiện của các lãnh đội trong buổi livestream hôm nay. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ Joker, Wika, Đông Suji, Hotspot đã đồng hành cùng với giải đấu. Xin kính chúc tất cả các quý vị khán giả, các anh em lãnh đội, các đội bóng, các nhà tài trợ sẽ có một sức khỏe dồi dào và hy vọng là những trận đấu của giải bóng đá sẽ được chúng ta theo dõi một cách liên tục và chia sẻ để lan tỏa giải đấu này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.